nay mình đi đâu nhỉ? Mình đi chơi với bạn. Nghe nói những cảm xúc đầu tiên của năm mới sẽ quyết định tâm trạng của cả một năm. Chúng mình thì đội mũ khi đi xe đấy nhá. Bây giờ vào anh cơm chúng mình không cần đội mũ bảo hiểm nữa. Dù không hiểu vì sao chiếc mũ thường ngày hôm nay lại trở nên quan trọng thế, nhưng cuối cùng thì chiếc mũ cũng đã thành công khi theo được Ori vào quán ăn. Hay là mẹ cầm mũ bảo hiểm cho? Không. Để mũ bảo hiểm ra bên này nhá. Không. Thế bây giờ có ăn thế này không? Sao lại có đủ ăn ngon thế này nhỉ? Thế để tặng vào đằng sau này nhá. Đây chắc chắn là cách thuyết phục Ori đơn giản nhất mà không có nước mắt. Quên ạ. À. Đây là thực đơn bữa trưa với các món chay. Bạn Ori dù là đạo thịt lắm nhưng mà lâu lâu bố mẹ vẫn cho đi ăn chay để thanh đạm đấy ạ. Vì thực sự thì đồ chay nhiều quá làm rất là ngon nha. Ăn xong rồi lại nhớ ra mũ bảo hiểm, thế là vội vội vàng vàng phải đội ngay từ trong quán, xong rồi mới yên tâm mà đi ra về được. Con đang đi đâu? Đang đi chơi Tết. Lúc này là chúng mình quyết định đi thử vận may đầu năm đây. Được cái là thử thách cái này thì đơn giản mà tạo ra niềm vui vô bờ bến cho bạn Ori lắm nha. Hôm nay mình đi xem phim. Và để duy trì tâm trạng vui vẻ này thì chúng mình quyết định sẽ đi xem phim. Vì là ngày lễ nên mọi người đi xem phim hơi bị đông nha, phải đứng xếp hàng để chờ được vào đó ạ. Bạn Ori thì đã được đi xem phim từ một năm trước rồi nên là khi vào rạp thì không bị bỡ ngỡ đâu. Kể ra thì không có vụ khóc nhè lúc đầu thì hôm nay cũng là một ngày ngập tràn tiếng cười đấy. Nhưng mà nghĩ một cách tích cực thì bạn Ori khóc cũng dễ thương mà. Nên là chúng mình vẫn tin là năm tới sẽ là một năm thật vui và nhiều ý nghĩa với nhà Ori đây.